Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đột ngân sách gần 2.800 tỷ đồng. Nhật Bản nhà đầu tư số 1 tại Hưng Yên. Cần chủ động ứng phó khi giá vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng đến giải ngân vốn. Nâng cao chất lượng giò chả sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản luôn đứng số 1 tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đến hết năm 2023, đã có trên 180 dự án, trong đó hơn 90% dự án đã đi vào hoạt động, chủ yếu tại các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Hưng Yên thực sự là mảnh đất rất thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2 của Hưng Yên được hơn 10 năm nay, công ty Takagi chuyên về sản xuất các loại máy lọc nước để cung cấp lại cho thị trường Nhật Bản, luôn coi Hưng Yên là mảnh đất màu mỡ để phát triển thương hiệu. Chúng tôi quyết định đầu tư vào Việt Nam, cụ thể là tỉnh Hưng Yên, vì biết được tình hình an ninh trật tự ở đây rất ổn định. So với các nước châu Á khác, nền kinh tế của Việt Nam cũng tăng trưởng rất ổn định. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên đã rất tích cực chủ động hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh. Nhờ vào đó, cộng đồng và địa phương nói chung đã có những hiểu biết hơn về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ sự quan tâm ấy, chúng tôi đã có mối liên hệ, quan hệ rất tốt với các cơ quan như Liên đoàn Lao động, Công đoàn tỉnh. Pháp luật của Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhưng tỉnh Hưng Yên đã có những chính sách cơ chế đem lại sự đơn giản hóa. Tôi chắc rằng điều này sẽ giúp ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Những ngày cuối tháng 12 năm 2023, công ty cổ phần ASECO Việt Nam, doanh nghiệp có 70% vốn của Nhật Bản, đầu tư vào huyện Văn Lâm từ năm 2000 đã quyết định thuê đất và đầu tư dây chuyền sản xuất tại khu công nghiệp Thăng Long 2 với số vốn hơn 50 triệu đô la Mỹ. Đại diện công ty cho biết đã đi một số tỉnh song vẫn quyết định đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Lý do chính là các chính sách cởi mở trong thu hút đầu tư và hỗ trợ kịp thời của tỉnh cho doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Ban ngành của tỉnh thì cũng đã tạo điều kiện cho ASECO Việt Nam phát triển, kể cả là ASECO Việt Nam chọn cái địa điểm ở tại Hưng Yên là tại vì là sản phẩm của ASECO Việt Nam là tiêu thụ và gần như phải vận chuyển ở tất cả các cái mọi miền đất nước, thì cái việc mà lợi thế nhất là cái tuyến đường vận chuyển ở tất cả các cái vùng ở phía Bắc. Trong cái thời gian mà hoạt động thì ASECO Việt Nam cũng rất là phát triển nhanh ở tại Hưng Yên này. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thấy được rằng là cái sự phát triển của tỉnh Hưng Yên cũng đã thu hút rất là nhiều cái khu công nghiệp đầu tư, đặc biệt là cái khu công nghiệp Thăng Long 2 mà về tại tỉnh Hưng Yên. Trong chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản giữa tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn và đại diện tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 4. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã sản xuất kinh doanh ở trong khu công nghiệp, đầu tư rất bài bản, thân thiện môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chế độ đãi ngộ với lương công nhân làm trong các khu công nghiệp Nhật Bản có lương rất cao. Các doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản cũng đã đóng góp tương đối nhiều trong phần thu đóng góp ngân sách tỉnh Hưng Yên. Trong những năm qua đã thường xuyên mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản và trực tiếp tới Nhật Bản để xúc tiến đầu tư trong các cái cuộc xúc tiến đầu tư của tỉnh kết hợp với lại các bộ ngành trung ương về VCI. Minh chứng điều đó thì năm 2020 thì tổng mức đầu tư kinh của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Hưng Yên khoảng 2 tỷ đô. Cho đến nay là năm 2023 thì các nhà đầu tư Nhật Bản đã đăng ký đầu tư tại Hưng Yên khoảng trên 4 tỷ đô. Trong giai đoạn 4, ngoài phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản sẽ mở rộng khu thương mại và nhà ở trên diện tích hơn 390 ha với tổng số vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Được biết, các doanh nghiệp tại Nhật Bản đến Việt Nam rất ít xây dựng các khu thương mại và nhà ở tại các tỉnh vệ tinh thủ đô như Hưng Yên. Hy vọng đây sẽ là hướng mở để Hưng Yên xây dựng phát triển thành tỉnh công nghiệp và đô thị trong những năm tới. Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, đến nay toàn tỉnh có trên 540 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 7 tỷ đô la Mỹ.
các doanh nghiệp này đã đóng góp cho ngân sách 2.780 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng thu nội địa của tỉnh. Năm 2023, có gần 50 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu, thứ nhất là Nhật Bản có gần 180 dự án vốn đăng ký trên 4 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Hàn Quốc có 152 dự án vốn đăng ký gần 900 triệu đô la Mỹ. Thứ ba là Trung Quốc có 140 dự án vốn đăng ký trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nộp ngân sách của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 vượt 39% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 26,5% so với thực hiện năm 2022. Số thu tăng so với dự toán và cùng kỳ là do chi nhánh tại Hưng Yên, công ty cổ phần Daikin chuyển từ khu vực ngoài quốc doanh sang khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp số nộp 350 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp tăng khá so với cùng kỳ như chi nhánh công ty cổ phần Asicoc Việt Nam tại Hưng Yên nộp 282 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi Atamo Hưng Yên nộp 134 tỷ đồng, chi nhánh sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Lavie tại Hưng Yên nộp 124 tỷ đồng, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Lisin Việt Nam tại Hưng Yên nộp 108 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh đô miền Bắc nộp 92 tỷ đồng. Trong bối cảnh thời hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sẽ khép lại vào cuối tháng 1 năm 2024, thì ngay trong những ngày đầu năm 2024, giá một số vật liệu xây dựng tăng cao đột biến, nhất là mặt hàng cát vàng. Thực tế này khiến cho các nhà thầu lo lắng, gặp khó trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời điểm nước rút hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có đơn vị kinh doanh cung cấp vật liệu cam kết giữ nguyên giá trong thời điểm này. Công trình xây dựng kè sông Kim Ngưu đoạn qua xã Toàn Thắng, huyện Kim Động này được nhà thầu là công ty cổ phần Phú Hưng Invest khởi công từ tháng 11 năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2 năm 2024. Rất có thể công trình sẽ bị chậm nếu không có sự hỗ trợ ổn định giá của công ty bê tông Phúc Lộc Thịnh, đơn vị cung cấp vật liệu, do công trình phải sử dụng tới hơn 1.000 khối vật liệu các loại, chủ yếu là bê tông. Hoặc cái giá cả tăng cao này thì ảnh hưởng đến cái giá dự thầu của chúng tôi lúc ban đầu. Cái tiến độ là không kịp hoàn thành, bởi vì chúng tôi không kịp đồng với một đơn vị nào cả. Mà chúng tôi làm đến đâu thì sẽ mua bê tông đến đấy. Trên đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các nhà thầu đang thi công, nhất là với những công trình đang phải sử dụng nhiều đến các vật liệu giá đang tăng cao như cát vàng, cát sa lấp, đá. Đơn vị nó bây giờ triển khai đồng loạt rất nhiều công trình để phục vụ công tác giải ngân. Nhưng mà tại thời điểm bây giờ, tất cả các loại vật liệu rất neo cao, đặc biệt cát vàng. Trong đó công trình của đơn vị nó cần rất nhiều những cái phần cát vàng để phục vụ đổ bê tông và xây kè đá. Đơn vị cũng đã đi đặt hàng, cho nên người ta chỉ nhận tại thời điểm cục bộ. Rất khó khăn cho việc lấy cát vàng để phục vụ tiến độ thi công. Thực tế, nguồn vật liệu tại các bến bãi hiện cũng không còn nhiều, nhất là mặt hàng cát vàng. Điều đang nói là mặt hàng này đang rất khan hiếm, khó mua. Dù vậy, công ty bê tông Phúc Lộc Thịnh trên địa bàn huyện Kim Động, đơn vị hiện đang sở hữu hàng vạn mét khối cát vàng, nhưng không vì thế mà tăng giá. Một khối cát tăng có thể từ 80 đến 100 nghìn một, nhưng mà bên tôi đã làm hợp đồng trước đấy là vẫn đáp ứng đủ cái khối lượng và cái chất lượng. Về cái phần đơn giá mới chúng tôi cũng chưa có ý định tăng. Tìm hiểu tại các bến bãi cung cấp vật liệu, giá cát vàng hiện tại bãi có giá 440.000 đồng đến 460.000 đồng một khối, tăng gần 100.000 đồng một khối, cát đen tăng khoảng 20.000 đồng một khối, đá các loại tăng từ 10 đến 20.000 đồng một khối. Thông thường, giá các loại vật liệu này sẽ tiếp tục tăng và không ổn định trong khoảng vài tháng nữa. Các nhà thầu cần chủ động từ sớm, hạn chế thấp nhất khó khăn rủi ro do giá cả bất ổn như hiện nay. Sáng nay tại Nhà văn hóa huyện Quái Châu, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám, sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Quái Châu. Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, các y bác sĩ của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tiến hành khám sàng lọc tư vấn cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Quái Châu, các bệnh như ung thư vú, tuyến giáp, đo huyết áp, tiểu đường, tim phổi, các bệnh về mắt, vân vân. Nhân dịp này, Bộ Y tế đã tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách và 2 suất quà cho gia đình những người mắc bệnh hiểm nghèo của huyện Quái Châu. Trước đó, đoàn đã đến thăm tặng quà khám bệnh cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Phương 108 tuổi ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Quái Châu.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Năm 2023, hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, phát triển được trên 2.200 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên hơn 17.000 người, sinh hoạt tại 164 công đoàn cơ sở, tổ chức thành công Ngày hội Công nhân viên chức lao động, tổ chức thăm, tặng quà, phối hợp hỗ trợ 82 chuyến xe đưa công nhân lao động ngoại tỉnh về quê ăn Tết. Năm 2024, các cấp công đoàn huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của tổ chức công đoàn là đổi mới sáng tạo, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Tại chương trình, gần 1.000 đoàn viên người lao động đã được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như biểu diễn các tiết mục văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, thi gói bánh chưng, qua đó giúp cho các đoàn viên công đoàn thể hiện được sự khéo léo và tinh thần vui tươi phấn khởi. Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm cũng phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai các gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng, hỗ trợ người lao động, tổ chức thi đấu bóng đá, thi kéo co. Với sự hào hứng phấn khởi, các vận động viên là công nhân viên chức người lao động đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, qua đó đem đến cho người xem những trận đấu hấp dẫn. Gìn giữ và nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã giúp làng nghề giò chả Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài địa bàn tỉnh. Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm hiện tại, các hộ làm nghề đã nhận được đơn đặt hàng với số lượng tăng gấp nhiều lần những ngày trong năm. Trên 20 năm làm nghề, cơ sở sản xuất giò chả Việt Huê ở thị trấn Trai Trang luôn được khách hàng tin tưởng và đặt mua. Mỗi ngày sản xuất từ 60 đến 70 kg giò chả các loại như giò lụa, giò hoa, giò bò, chả giò, chả lợn. Để tạo ra sản phẩm chất lượng, cơ sở phải dậy sớm từ 3 giờ sáng để chọn lựa nguyên liệu là thịt lợn, thịt bò tươi, dẻo còn ấm ngay từ các lò mổ, sau đó lọc bỏ gân, mỡ rồi mới đem đi chế biến. Mỗi hộ có một bí quyết riêng, nhưng ngoài chọn nguyên liệu thì gia vị khi chế biến như nước mắm, mì chính cũng phải hàng loại một, và đặc biệt là cơ sở nói không với hàn the hay chất bảo quản. Với cách làm đó đã tạo nên sản phẩm thơm ngon và ngày càng thu hút được nhiều khách hàng. Hiện cơ sở đã nhận được đơn đặt hàng từ ngày 22 đến hết ngày 30 tháng Chạp với số lượng mỗi ngày từ 5 đến 7 tạ giò chả. Nhà mình là có những cái bí quyết riêng để xay giò. Xay đúng tầm là xúc ra thì nó sẽ ngon, còn quá không được mà dối một tí cũng không được thì giò sẽ không để được lâu. Tôi cũng đi rất là nhiều vùng miền nhưng không ở đâu ngon bằng ở thị trấn Yên Mỹ. Tết Nguyên đán 2024 tới, tôi cũng có dự định là đặt khoảng từ 2 đến 3 tạ. Nếu như trước kia chế biến giò chả chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân quanh khu vực, thì từ khi làng nghề được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, cơ sở chế biến Thủy Bạch còn nhận được nhiều đơn hàng từ các bếp ăn của công ty, trường học và cửa hàng, đáp ứng tiêu thụ mỗi ngày từ 30 đến 40 kg thành phẩm. Vào ngày Tết lên tới 5 tạ mỗi ngày. Để đáp ứng theo đơn hàng ngày một tăng, cơ sở đã đầu tư máy móc công nghệ hiện đại như máy xay công suất lớn, máy thái, chảo chiên, nồi hấp. Thì từ khi có nhãn hiệu thì mọi người đã biết đến và giới thiệu cho nhau, thì chúng tôi có nhiều thêm một số cái khách hàng hơn. Và đặc biệt là cái bên công ty ấy, thì hiện nay gia đình tôi là làm, có thể nói là cũng không làm hết được. Làng nghề truyền thống có từ lâu đời, thu hút trên 40 hộ tham gia. Hiểu được chất lượng sản phẩm có vai trò quyết định đến thành công của làng nghề, nên các hộ sản xuất bảo nhau phải làm ăn có uy tín, không phụ niềm tin của khách hàng. Chúng tôi thường xuyên đến các hộ gia đình ấy, là tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vệ sinh xung quanh khu sản xuất, nhân rộng, duy trì mãi mãi làng nghề. Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán. Những ngày này, các hộ làm nghề đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn lựa chọn nguyên liệu, thuê thêm nhân công để đáp ứng đủ đơn đặt hàng tăng cao của người tiêu dùng. Nhặt được của rơi trả lại người mất là nét đẹp đáng trân trọng trong cuộc sống, và ngày càng có nhiều những hành động đẹp như thế được nhân rộng. Đó là tấm gương chị Trần Thị Khuyên ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2024,
khi đang ở căng tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, chị Khuyên đã nhận được một chiếc visa, trong đó có nhiều giấy tờ và tài sản gồm căn cước, giấy phép lái xe đều mang tên anh Lương Văn Ngọt, chú tại xã Thổ Sĩ, huyện Tiên Lữ, cùng 24.800.000 đồng tiền mặt. Chị đã nhanh chóng giao nộp công an phường An Tảo và nhờ xác minh liên hệ với chủ nhân của chiếc ví. Đến 11 giờ 30 phút, chiếc ví đã được trao trả lại cho anh Lương Văn Ngọt trong sự cảm kích và vui mừng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, mưa nhiều, độ ẩm trong không khí cao là điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh mùa đông xuân phát triển, nhất là đối với đối tượng trẻ em. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần theo dõi khi trẻ có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tại khoa nhi các bệnh viện tuyến tỉnh, số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị vẫn ở mức khá cao, chủ yếu mắc bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản cúm A. Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh dịch mùa đông xuân khá phức tạp và nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị sớm, trong đó chủ yếu là bệnh đường hô hấp như cúm, viêm họng, viêm phổi. Sốt phát ban lây qua đường hô hấp như sỏi, quai bị, rubella, adenovirus, thủy đậu, quai bị. Ngoài ra, mùa này nhiều trẻ dễ mắc bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy cấp do rotavirus có thể dẫn đến tình trạng mất nước nặng, sốc do mất nước. Để phòng ngừa dịch bệnh, trẻ em cần được ăn uống đầy đủ, nhất là những trẻ còn đang trong độ tuổi bố mẹ. Cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên của cơ thể trước vi khuẩn, virus gây bệnh. Vào cái giai đoạn mùa đông xuân này thì thường các em bé là hay nhạy cảm với thời tiết hay thay đổi, thì mình cũng nên chăm sóc em bé cẩn thận hơn, khuyến cáo đến gia đình, các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô nuôi dạy các em bé thì nên để ý em bé mà có các cái vấn đề bất thường thì nên đi khám sớm, giúp cho cái việc mà chẩn đoán và điều trị của bác sĩ sẽ được kịp thời hơn. Nên ngoài ra thì mình cũng không nên tự ý điều trị bệnh lần trước với bệnh lần này của em bé, có thể là triệu chứng nó giống nhau nhưng mà mặt bệnh thì nó không giống. Mình tự ý mình mang một cái đơn cũ ra mình điều trị cho một cái bệnh mới thì có thể là có những trường hợp thì được, cũng có những trường hợp không được thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến em bé. Nhận thấy tầm quan trọng từ camera của người dân, các địa phương đã giúp lực lượng công an huyện Phù Cử, công an các xã thị trấn triệt phá nhiều vụ trộm cướp gây rối trật tự công cộng. Thời gian tới, huyện Phù Cử sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn huyện. Năm 2024, huyện Phù Cử sẽ triển khai lắp đặt khoảng 130 mắt camera với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn của huyện. Các mắt camera an ninh sẽ được lắp đặt tại các khu vực có mật độ cư dân qua lại đông như ngã tư phố Cao, chợ đầu mối Trần Cao, các ngã tư đèn xanh đèn đỏ, các tuyến đường liên xã liên thôn. Tất cả hệ thống camera an ninh sẽ được vận hành và theo dõi bởi lực lượng công an huyện Phù Cử, công an các xã thị trấn. Hệ thống camera sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng đổ trộm rác thải, đốt rác và giúp lực lượng công an triệt phá các vụ việc nổi cộm trên địa bàn huyện. Hiện chủ đầu tư đang khảo sát các địa điểm lắp đặt camera do việc thi công hệ thống hạ tầng, đường xá giao thông vẫn đang triển khai. Dự kiến cuối năm 2024, toàn bộ hệ thống camera an ninh sẽ được đưa vào vận hành hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. Sau gần một tháng ra quân, cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm. Các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh được bố trí tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm như các tuyến quốc lộ 5, DT379, tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Đây là những tuyến có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện gần 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như vi phạm tốc độ, không mang theo giấy phép lái xe, đăng ký xe, xe chở hàng quá tải. Trong đó có gần 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và nhắc nhở. Đợt ra quân này diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024. Việc kiểm tra xử lý vi phạm sẽ được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục và triển khai quyết liệt, không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.